Trung rất là bất ngờ, bởi vì thật sự là Trung thấy nó lép hẳn lên. Bây giờ Trung đã cảm thấy nó rất là ổn rồi, nhưng mà hy vọng rằng là nếu mà thêm 10 lần nữa là kiểu không làm gì cũng mặt cũng tự cười đúng không? Cười vận may tự tới đúng không? Kha khá là ngạc nhiên bởi vì nó không đau mà chỉ với 60 phút thôi, cơ mặt của mình đã được nâng và ôm sát vào, cảm giác như trẻ ra vài tuổi vậy á. Hy vọng là cái sự cải thiện này sẽ giúp cho các bạn nhận rõ ra nhất là sau trước và sau khi làm nó sẽ khác biệt như thế nào. Ngày hôm nay là Tuấn bắn 7 chăm sóc, nó còn có thêm một cái nữa là bác sĩ sẽ xử lý cái phần dưới đây để cho cái da mình nó săn lại, cái cổ mình nó rõ ra thì cái mặt mình nó sẽ thon gọn lại, đẹp hơn. Có một cái điểm hay của cái phương pháp này là bên cạnh đó mình thấy cái mặt mình nó sẽ thay đổi, nó líp lên từ từ theo thời gian đúng không? Thì mình thấy cái da mình nó cũng được cải thiện luôn. Cái phương pháp này cũng được FDA chứng nhận luôn. Trung tâm của BB Thanh Mai là có cái số lượng gọi là dùng cái shot á, dùng sản phẩm nhiều nhất ở tại Việt Nam. Có BB Thanh Mai gạt bỏ mọi lo lắng về làn da. Chúng cảm thấy đây là một công nghệ tuyệt vời. Mọi người đến đây trải nghiệm thử, rồi tìm được chỗ nào tốt hơn thì nói với tôi, rồi tôi đi kiểm tra, chứ tôi chưa thấy một cái chỗ nào mà dịch vụ ổn như ở đây. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi shop giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai.